tái sinh. Dòng thời gian Nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, xã hội Câu chuyện Trước đại học đều là chuyện vặt vảnh trong cuộc sống và gia đình phụ huynh, bình thản khôi hài là chính. Đại học bắt đầu thay đổi phong cách bởi vì trợ giúp huynh đệ của mình, dẫn đến chuyện trước kia bại lộ, dẫn đến chính mình đi tới súng ống đạn dược buôn bán con đường, cùng một đám cùng nhân cùng một chỗ tìm được thuộc về mình giá trị. Chương một: Thuốc con buôn lý lão tam Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Ngươi đừng chỉ nhìn lấy khóc A, bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Nhà trẻ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 nhà trẻ lão đại bên trên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Nhà trẻ lão đại phía dưới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Mất điện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Phụ mẫu cãi nhau bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Đuôi đập cát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Giấy không thể gói được lửa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Bà Cốt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét